hành vi tổ chức đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề, sử dụng công nghệ cao. Ngày 8 tháng 10, 9 đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Vĩnh Phúc ra quyết định tạm giữ, lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp để điều tra. Trước đó, 18 đối tượng trong một đường dây tổ chức đánh bạc quy mô lớn trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên đã bị bắt giữ, tạm giữ 1 tỷ 116 triệu 300 nghìn đồng cùng 15 điện thoại di động các loại. 9 trong số 18 đối tượng trên đã bị tạm giữ để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.